Chào mừng các bạn đã đến với channel của AM Best Mobile. Và trong cái video ngày hôm nay của chúng ta sẽ lại tiếp tục mở bốc tuần này nha. Tuần này thì đang có một cái bốc làm mưa làm gió ở tuần này rất là bén các bạn. Vậy là phải nói là rất là cháy. Liverpool của chúng ta gồm có Fernando Torres, CF tiền đạo quá hay đi, Steven Gerrard và Xabi Alonso nha. Vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ mở 150 cái thẻ thì mới có thể ra được ba ông này, tùy theo cái nhân phẩm của cái nick này như thế nào nha. Thì cái nick này được em trai Nhật Huy gọi là tài trợ cho mình để mình có thể quay và làm clip này. Rất là cảm ơn em trai Nhật Huy của anh nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái bốc đầu tiên của Liverpool đi các bạn. Và cho cái bốc tuần này thì cũng có Cristiano Ronaldo với lại De Bruyne và Lukaku các bạn. Có McTominay các kiểu rất là nhiều luôn nha. Lukaku cũng rất là ngon này. Một cái phiên bản Play of the Week nó quá ngầu đi. Ăn mừng một cái style nó quá chiến các bạn. Pop in the box nha. Đá cũng rất là hay nha. Mình sẽ cố gắng làm cái video sớm nhất về Lukaku. Ở cái phiên bản này tốc độ hơi chậm này, nhưng mà được về cái phần tranh chấp bóng rất là ok nha. Chúng ta có De Bruyne, chúng ta có CB của Đức này, có CB của Pháp và có Dani Olmo của Tây Ban Nha nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quay cái bốc Liverpool tuần này đi nào. Mong rằng là cái nick này thì mình sẽ quay cho em trai Nhật Huy của chúng ta tầm khoảng 5.000 coin. Thì full bốc thì mình nghĩ nó sẽ rất là ok. Lượt quay đầu tiên chúng ta không dính rồi, đèn không sáng rồi các bạn, thì chúng ta sẽ bỏ qua nha. Đó, chúng ta sẽ quay gọi là quay cái sử dụng cái nhân phẩm của mình để chúng ta có thể sở hữu ba huyền thoại Liverpool này của chúng ta. Nếu như bạn nào có nhu cầu nạp coin, nhưng mà đang nói về cái phần nạp coin thì thôi bỏ qua nha. Chúng ta đã dính được Steven Gerrard chắc chắn rồi các bạn. Chúng ta sẽ xem cái gọi là sự xuất hiện của Steven Gerrard nha các bạn. Một cái màu cam rất là đẹp, mang một chiếc áo số 8 này, mặc một cái áo của Liverpool. Phải nói là quá điển trai đi các bạn ơi. Một cái loại thẻ Big Time của Steven Gerrard nó quá đẹp đi. Đó, bạn nào có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin giá rẻ để có thể săn những cầu thủ huyền thoại thì có thể liên hệ Facebook hoặc là Zalo mình nha. Mình sẽ để cái số điện thoại cũng như là cái link Facebook bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tiện lạc với mình hơn. Lượt tiếp theo thì chúng ta lại không dính rồi, chúng ta sẽ bỏ qua để tiết kiệm về cái phần thời gian của mình nha. Chúng ta đã quay 3.000 coin rồi các bạn. Mong rằng là cái lượt tiếp theo là cái lượt thứ tư chúng ta sẽ quay dính Torres Idol của chúng ta. Nhưng mà lượt thứ năm chúng ta đã dính Mohamed Salah rồi. Những con hàng thẻ pay nó không quá ngon đi các bạn. Tiếp tục là lượt thứ năm chúng ta đã vượt qua cái kế hoạch đầu tiên của chúng ta rồi. Tiếp tục chúng ta lại không dính rồi các bạn ơi. 1.000 coin của chúng ta gọi là vứt sang cửa sổ rồi. Mong rằng là Konami sẽ cho mình được cái sự ưu ái cho cái nick này nha, để mình có thể tiết kiệm coin các bạn. Sorry các bạn, mình nói nhầm rồi. Dứt điểm 80 này chúng ta sẽ quay tiếp tục. Xabi Alonso của các bạn này thì mình thấy cũng rất là ngon nè các bạn. Bản này thì mình đánh giá ai cũng ngon hết các bạn, nhưng mà đèn lại tiếp tục sáng rồi. Và không biết sẽ là ai đây, sự xuất hiện của ai đây. Mình nghĩ sẽ là Fernando Torres của chúng ta hoặc là về Xabi Alonso, nhưng mà chắc chắn là Fernando Torres của chúng ta rồi, không thể nhầm lẫn được nữa các bạn. Một cái bộ đồ của Liverpool mang một cái màu áo số 9 với mái tóc màu vàng. Idol của chúng ta đã xuất hiện rồi các bạn, Fernando Torres. Trước thì Torres có một cái phiên bản epic nữa các bạn, nhưng mà phiên bản này thì mình thấy đẹp hơn rất là nhiều nha. Tóc vàng quá đẹp đi. Chúng ta quay gần 6.000 coin rồi, và đây sẽ là lượt thứ 7 để chúng ta sở hữu Xabi Alonso. Lượt thứ 7 đã không ra rồi các bạn. Còn thêm một lượt nữa nha, một vài lượt nữa các bạn. Lượt thứ 8 để xem như thế nào nha. Hơi đau thận một tí, tại vì 8.000 coin mà để full bomb này thì thực sự là quá nhỏ đi. Bạn nào mà quay tầm khoảng 3.000 cho tới 5.000 coin thì phải nói là quá may mắn đi nha. Rất là may mắn khi mà các bạn quay với một số coin ít như vậy. Nhưng mà đây chúng ta đã full cái bốc tuần này rồi các bạn ơi. Xabi Alonso của chúng ta không thể khác đi được nữa. Cờ anh, thẻ 5 sao và sự xuất hiện của Xabi Alonso. Một style nhạc trưởng quá đẹp ở cái phiên bản rất là trẻ này. Mình không biết rằng là Xabi Alonso ở cái phiên bản này bộ chỉ số như thế nào nha. Ui, các bạn có thể thấy là bộ chỉ số truyền nó quá khủng khiếp đi. Chúng ta chưa năng nha các bạn, chưa năng đã 89 và 90 rồi. Tốc độ không biết ở cái bản này có được cải thiện không nha. Mình nghĩ tốc độ nó sẽ hơi chậm nha.
phần tốc độ đâu rồi nhỉ? Chúng ta sẽ xem về cái phần tốc độ. Tốc độ thì vẫn rất là chậm các bạn, năng lên cũng tầm khoảng 70 mấy thôi. Bây giờ thì chúng ta trở về cái mục home để chúng ta năng và xem cái chỉ số của ba cầu thủ này nha. Sorry bạn, mình quay tiếp tục cái mục Play the Quick để cho các bạn xem luôn nha. Để mình xem thử cái nhân phẩm của cái nick này nó sẽ như thế nào. Đến này thì quay lượt đầu tiên dính được Cristiano Ronaldo rồi các bạn. Mong rằng là dính thêm Lukaku của chúng ta nha. Nhưng mà dính ai đây? De Rai à? Hình như là De Rai các bạn, quá ngon đi. Một trong những con hàng gọi là best của cái box Play the Quick từng này. De Rai này, Cristiano Ronaldo và Lukaku, Lukaku, không phải Lukaku rồi các bạn, Savisa vậy đó. Ông này của ai mình chả biết nữa. Đó, từng này quá ngon rồi. Chúng ta quay trở về với cái box gameplay đi. Chúng ta nâng cấp cầu thủ này nha. Chúng ta sẽ tìm tới Fernando Torres, Xabi Alonso và Steven Gerrard. Không biết là Torres của chúng ta có thể lên được 100 không nhỉ? Mình nhớ ở mấy các bạn trước thì không lên được 100 các bạn, mình nhớ như vậy. Chúng ta phải bán bớt cầu thủ để kiếm cái thẻ Chinin để chúng ta Chinin nha. Tại vì cái nick này nó không đủ cái thẻ Chinin để chúng ta có thể Chinin rồi các bạn. Các bạn cùng mình xem video và các bạn gọi là bán cầu thủ chung với mình nha. Đó, chúng ta sẽ bán những cầu thủ thẻ bay mà chúng ta quay ra hồi nãy này. Những ông nào nói chung là chúng ta không sử dụng thì chúng ta bán để kiếm cái thẻ Chinin thôi. Đây cũng là một cái cách để bạn có thể kiếm cái thẻ Chinin nó nhanh và nó đơn giản nhất. Các bạn bỏ coi quay và các bạn bán những cầu thủ mà các bạn mua bằng coi. Đó, thì chúng ta sẽ có được những cái thẻ Chinin nha. Thường thì những cầu thủ 5 sao thì chúng ta sẽ kiếm được tầm khoảng 10.000 cái gọi là thẻ Chinin. Tức là một ông 5 sao thì sẽ đổi được một thẻ Chinin được 10k kinh nghiệm nha các bạn. Những ông 4 sao, 3 sao thì sẽ ít hơn. Đó, nên là bạn nào mà muốn kiếm thẻ kinh nghiệm nhiều thì chúng ta mua cầu thủ và chúng ta bán để kiếm thẻ kinh nghiệm nha. Hoặc là các bạn có thể mở cái mục Smart Pass để các bạn có thể kiếm được cái thẻ kinh nghiệm luôn. Chúng ta sẽ bán những cầu thủ này nha. Nhiều khi mình bán nhầm Fernando Torres các kiểu, bán huyền thoại này thì báo mình nữa. Nó lại không đúng rồi. Đó, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm Torres, Steven Gerrard và Xabi Alonso của chúng ta. Idol của chúng ta đây rồi. Đó, chúng ta sẽ nâng nha, không đủ thẻ rồi các bạn ơi. Hình như là thiếu thẻ rồi, thiếu thẻ nâng những cầu thủ khác rồi. Không biết đủ nữa mình nâng bao này không nữa, mình bán nó không có đủ thẻ này. Bên cái nick này thì nó hơi ít một tí. Torres của chúng ta chỉ có 96 thôi các bạn ơi. 96 và còn dư một điểm style này. Tốc độ chỉ có 82, lực xúc 82, bật nhảy 78 này. Thăng bằng 92 rất là tuyệt vời nha. Về cái phần thăng bằng thì các bạn chơi tỷ đè bóng với lại Torres quá ok. Nhận thức tấn công 90 quá ok rồi các bạn. Đó, chúng ta còn dư một điểm nha. Thì mình không biết mình sẽ bỏ vào style nào nha. Bên đây là chơi style long ball nên là thôi mình không có năng nha. Mình để cái điểm style cho em trai Nhật Huy. Khi mà vào chơi là cái nick này thì muốn năng bên cái style nào thì năng bên style đó nha. Chúng ta sẽ tiếp tục năng Steven Gerrard. Mong rằng là đủ thẻ kinh nghiệm để mình năng thêm nhạc trưởng Xabi Alonso của chúng ta nha. Vừa đủ để có thể năng được Steven Gerrard. Vậy là tiếp tục mình sẽ phải bán thêm một ít cầu thủ nữa rồi các bạn. Xabi Alonso thì chắc chắn, các bạn, Steven Gerrard thì phải lên 100 thôi các bạn, năng lên 98 rồi. Nhận thức tấn công 78, rebound 86 này, chuyền ngắn chuyền dài quá đẹp đi. Phải nói là hai ông này khi mà cặp với nhau thì mình nghĩ đá rất là khét nha các bạn, chọc khe các kiểu là phải gọi là chảy nước thôi. Đó, về phần phòng thủ thì cũng ok, về phần tốc độ rất là tốt này, lực sút mình thôi đóng rách lứ rồi, chúng ta không cần phải bàn về cái phần lực sút với lại Steven Gerrard nha. Đó, 98 thì có thể lên được 100 nha các bạn. Hầu như Steven Gerrard thì đá rất là đa dạng về cái mặt vị trí. Hiện tại thì cái thẻ này nó bên, sorry các bạn, hiện tại thì cái nick này nó đã hết cái thẻ Chinin rồi. Thành ra là mình không biết là mình có nên bán những cầu thủ này không. Nhưng mà tại vì mình đang mượn cái nick của em trai Nhật Huy, thành ra là mình cũng không biết là có nên bán hay không nha. Chúng ta đưa thử một vài cầu thủ mà chúng ta năng đi nha. Mình sẽ đưa Steven Gerrard vào cái vị trí AMF này. Đưa Torres của chúng ta vào cái vị trí CF. Quá đẹp. Và Xabi Alonso của chúng ta nữa các bạn. Các bạn đợi một tí để mình bán thêm một ít cầu thủ để mình kiếm cái thẻ Chinin và mình Chinin cho Xabi Alonso cho nó đủ bộ luôn nha. Chúng ta sẽ bán những cầu thủ mà chúng ta không sử dụng. Chúng ta sẽ bán Neymar đi các bạn. Mình bán Neymar cái bản này nha. Các bạn đợi mình một tí nha. Bạn nào mà có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin giá rẻ thì có thể liên hệ Facebook hoặc là Zalo mình. Mình sẽ để cái số điện thoại cũng như là cái link Facebook bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tiện lạc với mình hơn.
Đó, thì nói chung cái bốc này nó quá đẹp và nó quá ngon rồi các bạn. Thành ra là bạn nào mà không quay cái bốc tuần này thì hơi tiếc một tí, rất là tiếc luôn. Không biết bao giờ thì fan Liverpool mới có thể sở hữu được một cái bốc mà nó ngon như vậy. Gọi là Steven Gerrard chọc khe và Torres của chúng ta chạy chỗ sau đó ghi bàn, thì nó sẽ là một trong những cái đặc trưng rất là lớn khi mà các bạn chơi Steven Gerrard và chơi Fernando Torres của chúng ta nha. Thêm cả nhạc trưởng Xabi Alonso nữa thì phải gọi là chỉ cái nước là chạy ke thôi các bạn. Đó, đánh giá về cái bốc tuần này thì mình nghĩ rằng là mình đánh giá rất là ngon. Lâu quá rồi thì cùng Konami nó mới cho ra được một cái bốc mà nó ngon như vậy. Thật sự là các bạn nên săn idol của chúng ta về chúng ta đá. Nhiều khi mà chúng ta đá idol không hay, nhiều khi mình nói thật là đá idol không hay, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy idol chúng ta chạy trên sân thôi là đã vui rồi. Đó, nên là mong rằng là bạn nào chưa sở hữu Fairtrade thì có thể sở hữu sớm nhất có thể để chúng ta có thể chơi được Torres. Đó, như vậy chúng ta bán thêm một vài cầu thủ này, chúng ta bán thêm một vài cầu thủ này nữa là đủ rồi, để chúng ta có thể nâng được Xabi Alonso của chúng ta nha. Chúng ta vào cái mục level Chinese này và chúng ta chọn ở cái mục này thôi. Hôm nay thì chắc cũng không cần quá nhiều, nhưng mà lại thiếu một thẻ nữa rồi. Trời ơi, chị ơi, tôi chịu rồi đó. Bây giờ tôi sẽ bán tiếp tục nha, sorry các bạn. Lại phải vào cái mục My Team và bán bớt một cầu thủ nữa rồi. Chúng ta bán ai đây? Sorry em trai Nhật Huy nha, nếu như mà em bán nhầm cầu thủ của em. Anh cũng không muốn bán cầu thủ của em đâu, nhưng mà tại vì thiếu thẻ Chanin rồi, thành ra là chắc anh phải bán đi một ông cầu thủ thôi. Chúng ta sẽ bán Son Heung-min nữa bạn, cái thẻ pay này. Đó, chúng ta mở unlock nha. Dành cho bạn nào chưa biết thì unlock là cái mục khóa cầu thủ để tránh các bạn bán nhầm cầu thủ. Đó, các bạn quay ra được huyền thoại thì các bạn nên khóa lại để tránh cái việc mà các bạn bán nhầm nha các bạn. Một thẻ nữa là đủ rồi các bạn. Lên được 31 thêm được 2 điểm nha, để chúng ta có thể nâng Xabi Alonso. Mình nghĩ rằng là Xabi Alonso lên cũng được 98 hoặc là về 99. Mình nhớ là 99 không nhầm là như vậy. Và cũng không có dư tay các bạn. Một cái bộ chỉ số chuyên ngắn chuyên dài quá khủng khiếp đi các bạn ơi. Và cái bộ chỉ số phòng thủ bạn thấy nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì về cái phần tốc độ thì nó hơi chậm, nhưng mà lực sút quá căng đi. Tranh chấp bóng rất là ok. Stamina chơi được hết trận này. Nhạc trưởng Xabi Alonso trong cái phiên bản này không thể chê được. Rồi Xabi Alonso của chúng ta lên được 98 nha. Nhưng mà tại sao lại lên 98? Mình nghĩ là về cái phần style có thể lên được 99 đó các bạn. Hoặc là về 98 mình cũng không biết nữa nha. Style Anchorman ở cái phiên bản 23 tuổi quá trẻ đi. Đó, ông nào cũng rất là ngon nha các bạn ơi. Nên quay cái bóc tường này đó các bạn. Bạn nào muốn có nhu cầu nạp coi giá rẻ có thể liên hệ Facebook hoặc là Zalo của mình nha. Fernando Torres của chúng ta đây, idol của chúng ta đây các bạn, rất là cao, 1m86 này. Style goal watcher tiền đạo cắm, quá ok. Và mình nghĩ rằng là cái video ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo trên kênh của IMPES Mobile.